Tuyết xe không cộng một pin chip không email Trần Gia Phụng 19/2/2018 chính quyền và người dân Huế chôn những nạn nhân bị thảm sát Tết Mậu Thân 1968. Ảnh, like. 1. Bộ đội Cộng sản bị đẩy lui không tổ chức được cuộc tổng khởi. Nghĩa, chữ của Cộng sản Việt Cộng còn bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa VNCS và đồng minh phản công mạnh mẽ, đẩy lui ra khỏi Huế. Dù bị bất ngờ, quân đội VNCS bắt đầu phản công vào mồng 3 Tết 1/2/1968. Ngày mồng 5 Tết 3/2, các chiến sĩ nhảy dù VNCS tái chiếm cửa An Hòa. Cũng trong ngày này, thủy quân lục chiến TQLC Hoa Kỳ đổ bộ ở bến tàu hải quân bên Hữu Ngạn, phía đài phát thanh Huế, đến đóng tại bộ chỉ huy Ma Cờ Vờ, lo ngại cánh quân Hoa Kỳ từ Hữu Ngạn kéo sang tả Ngạn. Phía thành nội, cộng quân đánh sập cầu Trường Tiền tối mồng 9 Tết 7/2/1968. Cầu Trường Tiền bị đánh sập dịp Tết Mậu Thân. Ảnh, Internet ngày 14/2. Tình hình Hữu Ngạn được xem là yên ổn, chỉ còn bộ chỉ huy của Thân Trọng một trốn tránh tại vùng Lăng Tự Đức cho đến ngày 2/5/2. Khi tình hình Hữu Ngạn được ổn định, lực lượng nhảy dù rút vào Nam và các chiến sĩ TQLC đến thay thế. Ngày 12/2, TQLC trên VNCS và TQLC Hoa Kỳ đổ bộ lên bến Bao Vinh, nằm trên bờ sông Gia Hội, gần đồn Mang Cá, cùng mở chiến dịch sóng thần 739/68. Ngày 14/2, Tảo Thanh Quân Cộng sản CS trong thành nội, trận chiến càng ngày càng ác liệt, có khi TQLC và bộ đội CS chỉ cách nhau vài chục thước, giành nhau từng căn nhà. Ngày 18/2, TQLC Hoa Kỳ chiếm được cửa Đông Ba, đường Mai Thúc Loan. Cộng quân đóng trong thành nội chỉ còn liên lạc với cánh quân Gia Hội của họ bằng cửa Thượng Tứ. Trước nguy cơ thất bại, cộng quân tính chuyện rút lui. Ngày mồng 8 Tết 6/2, CS bắt đầu di chuyển thương binh, tù binh, chiến lợi phẩm ra khỏi Huế. Lúc đó, tại miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị, cộng quân đã chiếm được Làng Vây, một vị trí chiến lược ở Tiền Đồn Khe Xanh. Ngày 7/2, phi cơ Hoa Kỳ tái oanh tạc vùng phụ cận Hà Nội. Ngày 14/2, nên ngày 15/2, quân ủy Trung ương ở Hà Nội gửi vào Đảng ủy CS Thừa Thiên Huế một công điện nội dung như sau: phải giữ thành nội, không được rút ra ngoài để phục vụ nhiệm vụ chính trị chung cả nước. Chính đạo, Mậu Thân 68, thắng hay bại, Houston, NXB, Văn Hóa, 1998, TG, 146. Tình hình càng lúc càng bất lợi cho CS. Lê Minh, Bí thư Thừa Thiên Huế, giữ trách nhiệm trực tiếp mặt trận Huế, tỏ ý muốn rút lui trong cuộc họp ngày 19/2, nhưng còn phải chờ lệnh trên. Quân đội VNCS và đồng minh Hoa Kỳ đẩy dần quân CS ra khỏi thành nội. Sáng sớm 23/2, lá cờ VNCS tung bay trên kỳ đài, thay thế cờ của MTDTGPMNVN. Quân đội VNCS và đồng minh có thể nói đã làm chủ được tình hình thành nội từ đây. Cờ VNCS tung bay trên kỳ đài, thay thế cờ của mặt trận dân tộc GPMNVN. Ảnh, Internet phía Cộng sản về sau có lệnh chuẩn bị rút lui lên vùng rừng núi phía tây, cố bảo toàn lực lượng, mang theo đủ vũ khí chưa sử dụng đến khi lệnh rút lui ban bố. Vào đêm 25/2, một không khí có phần hoảng loạn diễn ra. Thành Tín, Bùi Tín, Mặt Thật, Hồi Ký Chính Trị, NXB, Saigon Press, 1993, TG, 184. Gia Hội là khu vực hoàn toàn dân sự, không có cơ sở quân sự, cơ sở hành chính hay kinh tế gì quan trọng. Những nhà chỉ huy hành quân VNCS cũng như đồng minh nghĩ rằng cần phải thanh toán trước những cứ điểm đầu não do bộ đội Cộng sản đang chiếm đóng trong thành nội, thì tức khắc cộng quân ở vùng Gia Hội sẽ tự tan hàng rút lui. Mãi đến ngày 22/2, hai tiểu đoàn biệt động quân của quân lực VNCS mới được tung vào Gia Hội để đẩy lui cộng quân. Vì quân đội VNCS đến giải tỏa trễ và Cộng sản chiếm đóng vùng Gia Hội lâu ngày, nên Cộng sản có thời gian tàn sát đồng bào nơi đây nhiều nhất trong thành phố Huế. 2. Cộng sản tàn sát đồng bào trong lúc hai bên đánh nhau, thống
Kế ước lượng cho thấy tại mặt trận Huế, quân đội VNCS có 384 tử trận, 1.830 bị thương, bộ binh Mỹ 74 tử trận, 507 bị thương, thủy quân lục chiến Mỹ 142 tử trận, 857 bị thương, bộ đội Bắc Việt và Việt Cộng khoảng 5.000 tử trận, số bị thương không tính được. David T. The Becai, Huê, Butter Up, 1968, đăng trong Encyclopedia of the Việt Nam Hoa, Upper Literature, Social, Un Military History, Volume 1, Spencer C. Tucker chủ biên, 1998, TG, 304, trong chiến tranh, chiến sĩ các bên lâm chiến bị thương vong là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng trong biến cố Mậu Thân 1968 tại Huế, rất nhiều nạn nhân bị cộng quân giết hại thảm khốc trong thời gian CS tạm chiếm Huế, nhiều nhất là các nhân viên chính quyền, cảnh sát, binh sĩ và sĩ quan quân. Lực VNCS đang nghỉ Tết, không ở vị trí chiến đấu, và một số khá lớn thường dân không cầm súng, chỉ chạy tị nạn chiến tranh. Cho đến nay, không ai có thể kiểm kê đích xác số thường dân cũng như số người không ở vị trí chiến đấu, đang nghỉ Tết, bị phía CS giết hại. Theo sự phân tích của Nguyễn Trân, một nhà hoạt động chính trị thời VNCS, đưa ra trong quyển hồi ký của ông ta thì, về phía dân chúng, có 5.800 người chết, trong đó có 2.800 người bị Việt Cộng giết và chôn. Tập thể, 790 hội viên các hội đồng tỉnh, thị xã và xã bị gán cái tội, cường hào ác bá, 1.892 nhân viên hành chánh, 38 cảnh sát, hàng trăm thanh niên tuổi quân dịch, 1 linh mục Việt, Bửu Đồng, 2 linh mục Pháp, 1 bác sĩ Đức và vợ, và một số phi luật tân. Nguyễn Trân, công và tội, những sự thật lịch sử, NXB, Xuân Thu, California 1992, TG, 642, trong sách thảm sát Mậu Thân ở Huế, tuyển tập, tài liệu, phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, PTGDVNSN, in lần thứ 2, 1999, TT, 85, 86, TT, 94, 99, và TT, 135, 136 thì, hai linh mục Pháp là, ở bên, 52 tuổi và Nguy, 48 tuổi bị bắt ở tu viện Thiên An và bị dẫn đi ngày 2/5/2. Sau xác tìm được ở gần Lăng Đồng Khánh, 4 người Đức bị giết là bác sĩ và bà Hot Gunther James, bác sĩ Jim Underdisser và bác sĩ Alois Anne Acoter, 3 bác sĩ Tây Đức tình nguyện đến dạy tại Đại học Y khoa Huế. Cả 4 người này đều bị bắt ngày 5/2/1968. Những con số trên đây có thể sai biệt chút ít, nhưng chắc chắn số thường dân cũng như số người nghỉ phép nhân dịp Tết tại Huế bị giết chôn trong các hầm tập thể rất nhiều. Sau đây là thống kê tóm tắt số hài cốt tìm được trong các mộ chôn tập thể sau khi cộng quân rút lui do một bác sĩ người nước ngoài ghi lại. PTGDVNSN SDD TG 222. Số liệu này rút ra từ sách The VS Con Massacre at Hill của nữ bác sĩ ở The Evan MA, New York. NXB Vinti Press, 1976. Lúc xảy ra biến cố Mậu Thân, bà có mặt tại Huế và viết lại những điều tai nghe mắt thấy. 3. Những ngôi mộ tập thể dưới đây là địa điểm những ngôi mộ tập thể ở phụ cận thành phố Huế và số lượng xác nạn nhân tìm thấy được. Trích PTGDVNSN SDD TG 131. Địa điểm và số nạn nhân: trong Ngọc Trường Gia Hội 203 người, chùa The Avert A Gia Hội 43, Bãi Dâu Gia Hội 26, Cồn Hến Gia Hội 101, Tiểu Chủng Viện số 11 đường Đống Đa 6, quận Tả Ngạn 21, phía Đông Huế 25, Lăng Tự Đức Đồng Khánh 203, cầu An Ninh 20, cửa Đông 3 7, trường An Ninh Hạ 4, trường Văn Chí 8, chợ Thông 102, Lăng Gia Long 200, chùa Từ Quang 4, Đồng Di 110, Vinh Thái 135, Phủ Lương 22, Phú Xuân 587, Thượng Hòa 11, Thủy Thanh, Vinh Hưng 70, Khe Đá Mài 428,
tổng cộng 2.326 người. 4. Trường hợp Hoàng Phủ Ngọc Tường trong cuộc tàn sát. Tại Huế, cảnh tượng dã man nhất là vụ Việt Cộng Tùng Xẻo thiếu tá. Từ Tôn Khán, tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn XDNT, tỉnh Thừa Thiên, được. Một tác giả ở Huế mô tả như sau, thiếu tá Từ Tôn Khán, tỉnh. Đoàn trưởng xây dựng nông thôn Thừa Thiên, nhà ở 176 Bạch Đằng, gần cầu Đông Bá Huế, trốn trong nhà đã 3-4 ngày. VC, Việt Cộng, vào nhà. Bắt vợ con ra đứng giữa sân và tuyên bố nếu ông Khán không ra trình diện thì sẽ tàn sát cả nhà. Vì thế ông phải ra nộp mạng. VC đã trói tay ông, cột ông vào cọc giữa sân, xẻo tai, cắt mũi, tra tấn cho đến chết, thật là dã man kinh hoàng. Nguyện lý tưởng, mộng. Thân ở Huế, PTGDVNSN, SDD, TG, 89. Ở đây, xin thêm vài chi tiết, đường. Bạch Đằng nằm ở Gia Hội, thuộc thành phố Huế, bắt đầu từ cầu Gia Hội, nối chợ Đông Ba với Gia Hội, đi về hướng chùa Diệu Đế, dọc theo bờ sông Gia Hội, đường này thời nhà Nguyễn gọi là đường Hàng Đường. Song song với đường Hàng Bè tức đường Huỳnh Thúc Kháng, bờ bên kia sông Gia Hội. Theo nguồn tin khả tín từ những cán bộ XDNT, nhà của thiếu tá Khán do cha mẹ để lại là một ngôi nhà xưa, xây dựng từ thời Pháp, có một cái trần nhà rất kín đáo. Thiếu tá Khán cùng ba cán bộ XDNT lên trốn trên trần nhà, Việt Cộng không tìm ra. Cũng theo nguồn tin của giới cán bộ XDNT, khoảng tuần sau, Hoàng Phủ Ngọc Tường dẫn du kích CS đến nhà, đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu thiếu tá Khán không ra trình diện. Vì thương yêu vợ con, thiếu tá Khán phải trình diện ngày 10/2/1968, 12 tháng Giêng năm Mậu Thân và bị Tùng Xẻo thê thảm. Như tác giả Nguyễn Lý Tưởng đã mô tả, khi hy sinh, thiếu tá Khán 37 tuổi, sinh năm 1931, để lại vợ trẻ và 7 con gái, em lớn nhất 12 tuổi, em trẻ nhất mới được vài tháng. Về phía Hoàng Phủ Ngọc Tường, hiện nay Tường phủ nhận việc có mặt tại Huế trong biến cố Tết Mậu Thân, nghĩa là Tường tự cho rằng Tường không liên hệ đến các vụ thảm sát ở Huế. Tuy nhiên, có nhiều chứng liệu cho thấy Tường có mặt tại Huế trong Tết Mậu Thân, hoạt động rất kín đáo. Đầu tiên là bút ký The VS Con Ma Sơ Cớ Át Hiu của nữ bác sĩ ở Di Evan M.A., người Hòa Lan, có mặt ở Huế trong thời gian này. Bút ký của bà Gió N.X. Bin Vinti Press ấn hành tại New York năm 1976 và được báo chí Việt Nam Hải ngoài dịch lại dưới tựa đề Thảm sát Tết Mậu Thân, phong trào SN đăng lại đầy đủ bản dịch bài viết của G. Evan M.A. trong tuyển tập tài liệu Thảm sát Mậu Thân ở Huế đã dẫn trên. Trong bút ký có đoạn bác sĩ ở G. Evan M.A. kể lại rằng tòa án ở tiểu chủng viện do Hoàng Phủ Ngọc Tường chủ trì. Anh này tốt nghiệp Đại học Huế và là cựu lãnh tụ sinh viên trong Ủy ban Phật giáo chống chính quyền trước đây. PTGDVNSN SDD TG 125. Tài liệu của nữ bác sĩ ở G. Evan M.A. xuất bản năm 1976 và được dịch qua tiếng Việt, nên có thể Tường đã đọc bút ký này hay nghe bạn bè đề cập đến bút ký này. Tường hoàn toàn không lên tiếng cải chính. Sau đó, vào năm 1981, lần đầu tiên trả lời cuộc phỏng vấn quốc tế, Hoàng Phủ Ngọc Tường hãnh diện cho đài WGBH TV Boston, Hoa Kỳ, biết rằng Tường có mặt ở Huế trong vụ CS tấn công vào Tết Mậu Thân. Tường còn kể rằng lúc ở Huế, có lần vào buổi tối, Tường đi trên một con hẻm lầy lội, tưởng là bùn, nhưng khi bấm đèn lên thì thấy toàn máu. Như vậy chính Tường xác nhận Tường đã có mặt ở Huế trong vụ Mậu Thân. Lời phát biểu của Tường bị đả kích nặng nề. Tường bị bà con Huế kết án là người con xứ Huế đã phản bội Huế, dẫn giặc về giết đồng bào Huế. Có thể vì bị đả kích nhiều quá, nếu không muốn nói là bị nguyền rủa nhiều quá. 16 năm sau, trong cuộc phỏng vấn của Thụy Khê trên đài Paris năm 1897, Tường lại cải chính và nói rằng Tường bị vu oan vì Tường không có mặt tại Huế trong Tết Mậu Thân. Thật lạ lùng, chính Tường nói ra là đã về Huế dẫm lên máu đồng bào, rồi Tường lại hô hoán là bị vu oan hãm
danh chi ác dữ, vu oan cho chính mình. Ngoài vụ án thiếu tá Từ Tôn Khán mà những cán bộ XDNT kể lại ở trên, ở Huế còn lan chuyển câu chuyện giáo sư lão thành tên Ti, là thầy của Hoàng Phủ Ngọc Tường, bị du kích CS bắt, đưa đến gặp Tường. Theo mưu kế CS dùng để lừa dân chúng, Tường thả giáo sư Ti ra về và yêu cầu thầy kêu gọi các con của thầy ra trình diện để được cách mạng khoan hồng. Nhưng cả gia đình này bỏ trốn luôn. Có người còn kể rằng Tường tìm gặp một vài giáo chức ở Huế để vận động thành lập hội hay liên đoàn giáo chức yêu nước hoặc hội giáo chức ly khai theo kiểu Nguyễn Đác Xuân lập hội quân nhân sư đoàn một ly khai. Đây là nhiệm vụ của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình tại Huế do Tường làm tổng thư ký. Tuy nhiên các giáo chức sợ liên hệ đến chuyện chính trị nên kiếm cách thoái thác. Dự tính của Tường chưa thực hiện được thì CS bỏ chạy. Chuyện này dâm gian trong giáo giới Huế chưa tiện công khai mà thôi. Gần đây cảm thấy con chẳng mấy hồi nữa phải về trời. Lời của Tường, Tường trần tình lần cuối, tự nhận có lỗi là vì hám danh để chứng tỏ là người trong cuộc. Tường tự thú rằng đã kể lại với đài VKGBH TV3 Stern những chuyện do người khác kể lại rồi vơ vào làm như chuyện do Tường chứng kiến, chứ Tường không có về Huế Tết Mậu Thân. Có ai tin nổi lời trần tình của Tường không? Thôi thì sự thật lịch sử luôn luôn còn có đó. Rồi đây, khi có sự thay đổi chính trị, chắc chắn những sự thật này và nhiều sự thật khác nữa sẽ được đưa ra ánh sáng. Nói cho cùng, trong sinh hoạt chính trị quan trọng nhất là vấn đề nhận thức và quan điểm. Từ nhận thức và quan điểm đưa đến hành động, giàu có hay không có về Huế, giàu công khai hay giấu mặt. Những kẻ ăn cơm quốc gia, kể cả những tên có học vị cử nhân hay tiến sĩ, lại đi thờ ma cộng sản, tiếp tay với bọn khát máu, giết hại đồng bào, phản bội chính những người đã nuôi dưỡng và bảo bọc mình, cũng đáng để thiên hạ lên án rồi. Gieo gió thì gặt bão, tạo nhân thì lãnh nghiệp, đó là lẽ tự nhiên của trời đất. Nỗi đau Mậu Thân lớn quá, đau nhức là vì đàn con nay lớn khôn, mang gươm đao vào xóm làng. Nhạc Cơn Mê Chiều của Nguyên Minh Khôi. Nguyên Minh Khôi còn chấm dứt bản nhạc bằng một lời nhắn nhủ thật thấm thía: và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên, xin chớ quên để người ơi xin đừng tái phạm. Đây là lời tâm tình tha thiết, luôn luôn âm vang như hồi chuông nguyện cầu trong tâm tư người Việt, còn ở trong nước hay tha phương trên khắp nẻo toàn cầu. Kết luận khoảng trên 80 năm trước, ngày 4/7/1885, 23 tháng 5 Ất Dậu, Tôn Thất Thuyết lãnh đạo cuộc tấn công Pháp ở kinh thành Huế, bị thất bại, phải cùng vua Hàm Nghi bỏ chạy lên Tân Sở, Quảng Trị, rồi ra Hà Tĩnh, mở cuộc cần vương. Trong biến cố này, một tác giả Pháp có mặt tại chỗ thuật lại như sau: người Việt thiệt hại lớn lao, người ta đã chôn hay thiêu hơn 800 người chết. Nhiều tác giả: Les Grands d'Orsay, L. Illustration, L. Indochine, L. Histoire de Unsiecle 1843-1944, Pézis, Le Lipzese Pézis, 1987, T.G. 78, Nguyên Văn, Les An Am Zit On Du Fedes P.A.T. Eno Ame, On A-N-Z-O-U-Z-U-L-E-Blas.